Các con thân mến, hôm nay chúng ta tiếp tục học tập phép tắc người con, câu thơ số 7: cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường. Hôm qua chúng ta đang nói đến đây, trong quá trình học tập với các con thì thầy cảm nhận là đúng là chúng ta rất là may mắn. Cái quan trọng nhất là chúng ta có được cái hiểu biết đúng, là cái chánh tri chánh kiến. Chúng ta biết được cái gì đúng, cái gì sai. Có nhiều người do không biết đúng sai mà làm những việc nó hồ đồ, nó không phải. À, những cái điều mà các con đã học đây nó sẽ là cái nền tảng, nó là hành trang để cho chúng ta bước vào đời. Nó có giá trị cả một cuộc đời này. Nói là nó rất là quý, nên là con cố gắng mà học tập, bám lớp, bám thầy, bám bạn để chúng ta học. Mỗi ngày chúng ta tích cóp một chút thôi, là nó sẽ có kiến thức để cho chúng ta học tập và làm việc trong cả một cuộc đời. Buổi sáng các con học, buổi tối có cái lớp học được nghe chuyện, các con cũng học. Công việc hàng ngày các con sắp xếp học tập làm việc làm sao cho hợp lý để có thời gian hai buổi học sáng tối này. Tiền bạc cũng không mua được các con, quý lắm, nên là phải cố gắng. Hôm qua chúng ta nói tới câu là cha mẹ bệnh nếm thuốc trước, ngày đêm hầu không rời giường, là nói khi mà cha mẹ bị bệnh, bị ốm ấy, chúng ta chăm sóc cha mẹ như thế nào, phải tận tâm chăm sóc cha mẹ, phải yêu thương cha mẹ. Cũng giống như khi mà chúng ta đau bệnh, cha mẹ chăm sóc chúng ta, yêu thương chúng ta. Đối với cha mẹ thì cái sức khỏe của con cái là quan trọng nhất, thậm chí là còn quan trọng hơn cả sinh mạng của mình. Các con khỏe mạnh thì cha mẹ yên tâm, cha mẹ vui vẻ. Chúng ta chỉ cần hơi đau ốm thôi, hơi sụt xịt, hơi sổ mũi một chút thôi, hơi kêu đau ở chỗ này chỗ kia thôi là cha mẹ đã bất an, mất ăn mất ngủ. Hôm trước thầy học có cô chia sẻ con cô đi học ở nước ngoài mà bị ốm nữa các con, thì kêu đau bụng mà cô phải bay từ ở trong nước ra đến tận nước ngoài để thăm con, lo như thế. Ngày xưa mà thầy đi học, thầy cũng bị ốm. Thế mà mẹ thầy thì đi từ trong quê ra đi thăm con mà bị say xe. Đi ra mà mẹ mệt là nằm bẹt, không đứng lên được. Chỉ đi 5-10 cây số đã say rồi mà nghe con ốm mà đi mấy trăm cây số để đi thăm con. Con thấy cái tâm của cha mẹ thương con như thế. Bây giờ thì cha mẹ mà ốm thì cái tâm thái của con cái đối với cha mẹ có được như là cha mẹ dành cho con cái? Cái điều này là điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Cha mẹ thì già thì trông mong nhất vào con cái, hay thậm chí là chưa già nhưng mà cha mẹ mà đau ốm thì các con nghĩ xem trông mong vào ai? Thì có con cái không ạ? Cho nên chúng ta được học tập rồi, đã biết cái gì đúng sai rồi, thì chúng ta hãy để tâm tới cha mẹ nhiều hơn, hỏi thăm cha mẹ. Có người mà cha mẹ ốm đau thì rất là chăm sóc, rất lo lắng, rất là lo lắng đúng không? Giống như là chúng ta đọc cái câu chuyện mà mẹ ốm của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Viết cái bài thơ này khi mà mới có 6-7 tuổi cái mất. Mẹ ốm ở nhà, bạn ấy quan sát thấy mọi thứ ở trong nhà nó đều buồn, đúng không nào? Cơi trầu cũng buồn, rồi là sân nhà cũng quạnh quẽ. Thậm chí bạn đi học thì người bạn ở trường nhưng mà tâm thì lại ở nhà, lúc nào cũng để tâm tới cha mẹ. Đấy, có những người mà cha mẹ cũng ốm là lo lắng như thế. Nhưng mà có nhiều bạn
thậm chí là nhiều người lớn rồi cha mẹ cũng không để ý các con, hỏi cũng không hỏi một câu, khiến cho cha mẹ rất là tủi. Cho nên cái chỗ này chúng ta được học rồi, chúng ta biết con phải quan tâm tới cha mẹ, cho dù chúng ta không giúp gì được nhiều, không có ốm thay cha mẹ được, nhưng chỉ cần một lời hỏi thăm thôi là cha mẹ cũng cảm thấy ấm lòng. Cho nên cái chỗ này người xưa thì đã biểu diễn cho chúng ta ngày đêm hầu không rời giường, tức là có những người đứng mười mấy ngày quần áo cũng không thay, mũ cũng không bỏ xuống nữa, con đứng ở bên giường để hầu cha mẹ. Cái tâm thành kính như thế, tâm yêu thương nó lớn như thế, cho nên là cha mẹ rất là mau lành bệnh. Cái điều này chúng ta học văn hóa truyền thống thì các con biết tâm chân thành đạt đến mức cao nhất thì vàng đá cũng phải mỏ. Đấy, cho nên ấy, có những người em mà chăm sóc anh mình mà bị những cái căn bệnh truyền nhiễm đấy, chúng ta xem ở trong câu chuyện xưa ấy, mọi người đều bỏ đi hết nhưng mà em cũng không sợ bị lây nhiễm, ở lại chăm sóc anh. Và bằng tình thương như thế, tận tình chăm sóc như thế thì bệnh tình của anh cũng khỏi. Ai cũng bảo là phải rời đi không là bị lây bệnh là chết đấy, nhưng mà người em nói với mọi người là đây là anh của tôi phải chăm sóc anh, tôi không thể để như thế mà bỏ đi được. Thế mà bằng tình yêu thương như thế mà bệnh tình của anh cũng khỏi, mọi người quay trở về rất là ngạc nhiên, sao là bệnh lại có thể khỏi được. À, đây là câu chuyện mà chúng ta học tập văn hóa truyền thống thì các con thấy là nó có chứ không phải là không có. Cho nên với cái tình yêu thương mà chúng ta dành cho cha mẹ, sự quan tâm của chúng ta dành cho cha mẹ, thì cái bệnh tình của cha mẹ chúng ta sẽ mau khỏi, được an ủi mà. Cho nên là cái tinh thần nó phấn chấn lên thì bệnh tình nó nhanh khỏi. Còn chúng ta cứ thờ ơ lãnh đạm, không có hỏi han gì cả, chỉ quan tâm tới việc của mình thôi, thì khiến cho cha mẹ buồn và bệnh tình nó cũng không thuyên giảm. Cho nên người xưa đã làm cho chúng ta tấm gương là ngày đêm hầu không rời giường, lại chăm sóc một cách chu đáo. Trong tâm thì lo lắng, bên ngoài biểu hiện thì chăm sóc một cách chu đáo, cần mẫn ngày đêm không rời, để cha mẹ cần cái gì một cái là có ngay chúng ta. Giống như khi chúng ta ốm thì chúng ta chỉ cần gọi mẹ ơi một cái là mẹ đây, con cần cái gì. Con thấy là cha mẹ thì chăm sóc chúng ta như thế, thì đến lúc mà cha mẹ bệnh thì chúng ta cũng phải quan tâm chăm sóc như thế. Hôm qua thầy cũng nói một vài cái tấm gương rồi, chúng ta cũng đã có bạn làm được, hàng ngày thuốc thang cho cha mẹ, cũng làm cái đồng hồ báo thức để cho cha mẹ uống thuốc rồi, nhắc nhở cha mẹ rồi, cũng biết cha mẹ uống thuốc gì, cũng phải lấy bao nhiêu viên, nước nóng lạnh như thế nào, cũng đã biết chăm sóc cha mẹ rồi. Thì các con đã biết rồi, các con phát huy. Còn bạn nào mà chưa làm được, chưa quan tâm tới cha mẹ nhiều, thì học cái câu thơ này chúng ta phải quan tâm nhiều hơn. Con biết là cái tuổi mà 40 trở ra đó, là cái thân thể nó đã rệu rạo nhiều rồi. Nhiều người là bị bệnh cần phải uống thuốc, cần phải bảo dưỡng rồi. Cho nên là chúng ta phải chăm sóc, phải quan tâm tới cha mẹ mình nhiều hơn. Quan tâm tới cha mẹ mình rồi thì các con để ý tới ông bà, chúng ta cũng cần phải quan tâm chăm sóc. Bởi vì đôi khi mà bố mẹ chúng ta bận đi vắng, mà chúng ta ở nhà ở cùng với ông bà nhiều hơn. Nếu như mà chúng ta lại biết quan tâm ông bà cũng giống như là quan tâm đối với cha mẹ, các con nghĩ xem ông bà mình có vui không? Chắc chắn là rất vui. Cái nguồn vui của ông bà chính là nơi con cháu hiểu chuyện. Cho nên các con cũng nên khi học tập rồi, biết rồi, phải thay cha mẹ chăm sóc ông bà để cho ông bà vui. Và ông bà vui thì ông bà khỏe, đúng không nào? Cho nên có cơ hội ở cùng với ông bà, con cũng quan tâm tới ông bà. Rồi với cái tình
yêu thương này dành cho cha mẹ ông bà, sau này các con đi ra ngoài đối với bạn bè mà ở cùng phòng học cùng lớp mà bạn bè ốm các con cũng chăm sóc, với những người mà có duyên với mình gần với mình mà họ ốm đau không có ai giúp đỡ không ai chăm sóc mà chúng ta lại là người ở gần họ thì chúng ta cũng quan tâm chăm sóc. Đây chính là chúng ta mở cái tâm của mình đối với họ. Có lần thầy kể với các con đấy, thầy đi học chuyên nghiệp, thì có một lần là ở với nhau thì nó cứ bố bã, nó nhờ thầy đi mua thuốc lá cho nó hút. Thầy bảo là không, nhờ cái gì thì nhờ, nhưng nhờ mua thuốc lá để hút hại người là thầy không có đi mua, hút thì tự đi mà mua. Nhưng đến lúc mà họ ốm là thầy đi mua thuốc, họ chăm sóc họ rất là chu đáo. Mọi người trong phòng thì mỗi người một việc, nhưng mà mình thì lại quan tâm. Bởi vì các con biết không, cả một cái thời thơ ấu của mình thì nhớ lại bố mẹ chăm sóc mình thuốc thang như thế nào thì nhớ lắm. Rất là ít uống thuốc tây, chỉ có uống thuốc lá thôi. Mà ngày bé thì thầy cũng hay bị ốm vặt, cho nên được chăm sóc nhiều thành quen thì mình biết cách chăm sóc mọi người. Cho nên khi đi ở cùng với mọi người là mình phải chăm sóc. Chăm sóc thì các con biết là trong cái mô hình chung là mọi người rất là quý, không nói ra nhưng mà rất quý mình, bởi vì mình chăm sóc họ mà. Lúc ốm thì cần nhất là người chăm sóc mà lại có người chăm sóc, đi mua thuốc thì có người đi mua thuốc. Nói chung là những cái chăm sóc cơ bản là hiểu lắm. Thì được chăm sóc rồi, cho nên là mình có được cái mối quan hệ tốt ở trong đoàn thể. Đây là do mình được học, mình được trải nghiệm. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta học tập mà chúng ta không chịu làm thì mãi mãi nó chỉ là chúng ta biết thôi, không cảm động được người khác đâu. Cho nên là chúng ta học để chúng ta phải thực hành hàng ngày đối với cha mẹ, thì sau này khi đi ra thì chúng ta mới có kinh nghiệm để giúp người khác. Mình giúp người khác rồi thì những lúc mình có hoạn nạn thì cũng sẽ có người giúp mình. Chứ còn mình thì chẳng nghĩ cho ai cả, mình cũng không bao giờ giúp ai. Vậy thì đến lúc mình ốm đau hoạn nạn thì ta có giúp mình, người ta cũng phải gọi là bất đắc dĩ thôi, chứ người ta cũng không muốn đâu. Đấy, cho nên ấy, chúng ta học đến câu thơ này chăm sóc cha mẹ thì chúng ta cũng phải biết chăm sóc ông bà, chăm sóc anh em chị em của mình, rồi cũng phải biết chăm sóc mọi người. Thì đây là cái sự quan tâm của chúng ta, cái tâm hiếu mà nó mở rộng ra. Rồi hôm nay chúng ta học đến đây thôi, kết thúc cái câu thơ đầu tiên này của khổ thơ số 7 Nhật Tăng Hiếu. Ngày mai chúng ta tiếp tục học tập. Xin cảm ơn các thầy cô, cảm ơn tất cả bậc phụ huynh các con đã lên lớp. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.